Thằng Lai nó chụp đẹp lắm. Không quay nữa hả? Quay bắt đầu nó mới ra mới quay hết luôn á. Nó quay hết cái cốt truyện luôn nha chị. Ừ, chị nè, giờ đứng giữ nè. Ok, kéo quần cao lên, kéo lên. Giật nó quần cao lên, cái đồ nói. Kéo cao lên. Kéo cao chút nữa. Hả? Nó làm nông dân mà, nó làm người ảo mà. Em thấy không? Nè, cái máy này nè, quay xong rồi mình chụp lại được. Cái khúc nào em thích đó, em bấm đứng lại, em chụp lại. Mày còn người chụp trong cái này. Tao muốn chụp mình em gửi. Em gửi hình gì vậy đó. Ok. Tới đồ gọi kéo mạnh lên được rồi, người ta tưởng không mặc quần quên đây do này đấy mà tôi nghĩ con dở đợ á. Ngày xưa ở một làng kia có một đạo nhà giàu gian ác xảo trá, hắn ta dùng mọi thủ đoạn giả bóc lột người ở và người làm thuê cho hắn, nhờ đó mà hắn trở nên giàu có nhất vùng. Trời ơi, nóng quá, thằng Khoai đâu rồi? Đang đói bụng lắm nè, thằng Khoai ơi. Bạn cho ăn con nè, con dám ăn miếng đâu. Con dậy từ 3 giờ sáng, cho gà ăn, cho heo ăn, cho vịt ăn, cho chó ăn. Dọn dẹp nhà cửa, làm cơm cho ông ăn nè. Đấy à, mẹ mà làm miếng, con đuổi đó nè. Thank you.
về. Lão phú ông ngay ngày hôm sau phải gả cô út cho ăn khoai. Thôi, đi về, đi kiếm người khác tới.